Vâng, và sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này. Lên mã áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Series này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đây bác mình để trong phòng trong nhà. Đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Hàng nguyên hộp nha. Đấy. Thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que nhá, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này. Và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây. Hotel Series này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này rất là thơm luôn. Đấy. Và một cái dây đeo. Đấy thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá. Nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoảng nhẹ nhàng. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho một hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em, giúp em sẽ là sản phẩm là tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen. Hàng Thanh Lý khách sạn nhá, Hotel City, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà. Các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá, một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn. Các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhé, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng của thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh các nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, các nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này. Đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Cú nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh, và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E quả me. Đó rồi. Y con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có các bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác lại phải bấm một nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm một nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách ngồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Like.
Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật tên đây. Họa sĩ, Đó. giáo viên, Đó, đây. nhà khoa học, bác sĩ. Đó thấy không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé nhà mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn. Để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày này, hoặc các bác đi chơi đi du lịch mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây rồi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá, mùi cực kỳ thơm luôn. Và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha, với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k thôi nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker nữa, giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá, 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn, lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ sạc ắc quy. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc ắc quy này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nói luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính như Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn với quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đến những cái nước nào. Vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó đề ấy mà, nó đề những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ nhỏ vừa vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây, con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy.
hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi mọi nhá, nó chỉ nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em cho cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4H cho đến 100H thì là 190.000. Còn cái con này hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000, hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cho biết nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có ai dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử sulfat khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lên bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy. Made in Japan rất ok, sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy, thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, để bác mua ngay cho mấy con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy, các bác mua cho em con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy, thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy, thì một tay đồng thời là các bác tay và tay ấn vào đây, các bác ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy, thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá, khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái công tắc này. Đấy, thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy, thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy, thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất là ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy, thì các bác cứ thế là các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn ấy. Khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng Made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm là cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động. Bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này. Mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật rất xịn nhá.
Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc vào, sau đó bấm là thiếc ra đi trên quay. Còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220, bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mai hàng đó là cái cây cà lê vận ống này. Để bác xem cái cây cà lê vận ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vận ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó 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 lách được những cái con cà lê bình thường vào, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này. 21 27 thứ là các bác vận ok. Đấy. Và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được. Thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly ly vô này. Đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn, về các bác dùng rất này rất hay. Đấy, cà lê vận ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vận ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vận ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vận ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vận ống nhá, 100k cây cà lê vận ống màu đỏ đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đây, đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý luôn các bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá, thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này. Cái cây chảo, cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn các bác cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này, để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đây, các bác đợi chút em lắp cho các bác coi. Thì đây coi nhá, đấy khi mà lắp đặt rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không, thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá, đường kính là 18 cm. Đấy, thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm. Đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ cái thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là chảo 18 cm nhá, giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy, cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen, vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua, để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn với bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ nó bán rẻ như em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về
Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất là dễ cầm. Đầu đũa chống trơn trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn đấy bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây. Em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy. Phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, như con này. À, nó nhai cái giấy bóng này ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy. Một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bài chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn, nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn cô nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về cho bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh cho bác luôn. Giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này thì về chuyên với bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ là cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ gì đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ. Đấy, hay của sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua cho em lượt cái là lại lôi vào lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. À, phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20cm. À, lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng, mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Đó thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000 thôi, em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị gì ạ. Lưỡi của nó không bị gì. Đấy, 20k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Tiếp bộ bấm bóng đức, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm móng đức M3 này. 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong
sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá, sẽ là một cái hộp nhôm đấy, có chữ Willing rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có các bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này, ba cái bấm móng đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này, nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất đấy, một cái to nhất này, một cái là vừa vừa đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay này, thì các bác dùng cái con chéo chéo nha, cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn, lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn, có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này, phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá, mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc đấy, các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi, rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, đi em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá, bộ bấm móng Đức M3 này. Đấy, M3 bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá, 100.000 một bộ bấm móng Đức M3 nha, rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác các bác hay để dưới đất này, hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, giờ là tủ lạnh biết rồi, thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nó nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi, và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox nha. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế, và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của bác nhá. Và toàn bộ cái thanh của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn, nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị dì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân các thứ rồi nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn đi bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá, thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nha. Đấy thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra các bác kéo vào. Đấy thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy thì nó sẽ cố định, nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok, bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn, nó chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này, lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay, một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn, cầm to bịch nó phải to bằng
bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn, 80 tờ mà, một tờ rất là to luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp, cái này để chuyên cho các bác lau bếp, để lau bềm bàn bếp, ga bếp từ ra. Đấy, lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn. Ở trong này thì nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh hương cam này rất là thơm. Đấy thì một cái tờ này, à, một cái túi được 80 tờ. Đấy thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài. Đấy, dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có đã tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây thì đây cái túi nhà em đang xài đây. Đấy thì về các bác cứ dùng thôi. Đấy, mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy, một tờ rất là to, rất là dày nhá. Về các bác sử dụng này, cả một tờ luôn. Đấy, các bác dở ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi. Đấy, lau rất là sạch, đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này rồi là nó dầu mỡ ấy. Con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này. Đấy, đâu đây có cả bọt biết các thứ này, đầy đủ trong này luôn rồi, là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này giấy này các bác lau nó rất là tiện. Đấy, lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cứ lên mã em xem cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá, bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ. Đấy, hôm nay em về cái lô này rất là hay, giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k lên mã bịch khăn nước lau bếp, một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000, hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy, có cùng coi này. Chị em phụ nữ đây là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bạn ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đã có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp và chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các bếp bẩn trong bếp. Chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Đấy. Chị em chỗ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đấy, thế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Lên mã sẽ cái bịch khăn ướt lau bếp nhá, một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy, các bác dùng cái này dùng rất ok. Đấy, mình mua một bịch này 30.000 về mình lau. Đấy, lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lằng ngoằng. Đấy, ok luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái bản lề giảm chấn này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá. Đấy, bản lề giảm chấn. Cái này thì cái hay của cái bản lề này là bình thường các bác mua những cái bản lề ở cánh tủ ấy, các bác về các bác xài, các bác lắp đặt ấy là các bác phải khoét lỗ này. Đấy, rồi là dùng một thời gian là nó kẽo kẹt cái lỗ ra là nó rất là nhanh bong, nhưng mà con này là các bác về không cần phải khoét lỗ. Đấy, các về các bác chỉ việc bắt cho em 4 con vít vào đây. Đấy, mỗi bên 4 con. Đấy, tổng là 8 con vít thì hàng em sẽ bán trong cặp nhá. Và không có kèm ốc vít nhá. Về các bác tự kiếm ốc vít, các bác bắt của bên em chỉ bán nguyên bản lề thôi. Cái này về các bác lắp vào cánh tủ cực kỳ là hay. Đấy, kể cả những cái cánh tủ cũ rồi mà nó có lỗ ở đấy rồi, nếu mà các bác sợ không lắp được, lắp thoải mái luôn đây. Vì con này nó có cần khoét lỗ đâu. Đấy, các bác chỉ việc ốp vào cánh tủ, sau đó là các bác bắt vít vào. Đấy là cứ thế là các bác xài cho em thôi. Rất là ngon lành cành đào nhá. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Con này mà đóng mở nó rất là êm, đóng mở rất êm, không bị bịch bịch như những cái con bản lề khoét lỗ hồi xưa đâu. Đấy, nó dòng bản lề đời mới. Đấy, cái này em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái bản lề giảm chấn nhá. Đấy. Sẽ bán theo cặp nhá, cứ bán một cặp, một nhà là hai cái thì sẽ là 30.000 một cặp. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái bản lề giảm chấn này. Bản lề giảm chấn. Một cặp này là hai cái. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá. 30.000 một cặp bản lề giảm chấn này, 30.000 một cặp, hai cái, xị số ok. Đây cho bác xem một cái video về sản phẩm thợ lắp đặt này. Đấy, cực kỳ xịn và ngon, con này hay lắm. Đây. Các bác cùng coi này. Đấy, khi mà đóng ra mở vào rất êm, nó có cái lò xo này. Đấy, nó rất là êm. Mà lắp vào tủ bếp không cần khoét lỗ. Cái quy trình lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần bắt vít. Đấy, các bác chỉ việc bắt cho em mỗi bên 4 con vít vào là xong. Ngon lành mà đóng vào mở ra rất là ngọt ngào và êm du luôn. Anh em không cần quét lỗ tròn như là cái bản lề giảm chấn bình thường nữa.
Cái này anh em bắt trực tiếp bằng vít, có hai cái piston giảm chấn này và một cái lò xo giảm chấn lại, đóng cửa, lắp cho cái cánh cửa và tự chế một cách dễ dàng ạ. Đấy. Giá thì rất hợp lý thế ạ, anh em mua ở đây ạ. Đó, đó là gì ạ? Mà thì mình chỉ cần nhấn nhẹ vào. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không quét lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong. Đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương trình đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bản lề giảm chấn về, không cần phải khoét lỗ liếc gì mà đã cần giảm chấn, đóng cửa tủ các thứ rất êm ái, ok luôn. Là 30.000 một cặp nha, một cặp là hai cái nhá, một cặp hai cái, về các bác lắp là một cánh là hai cái là ok, cánh tủ tiếc lắp con này rất là hợp lý này. Đấy, bây giờ người ta toàn hầu như toàn dùng những cái dòng này thôi. Đấy, nó xịn xò ok, nó tiện, lắp nó tiện, nó nhanh. Phích cắm âm thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá, thì vẫn giá cũ bác luôn là 20.000 ba cái, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nha, là 20.000 ba cái này. Đấy, bình thường là các bác đấu những cái đầu phích mà nó đã có sẵn nhà rồi đấy thì các bác đấu nó rất là khó đấy, mà các bác muốn đấu nối hai cái vào nhau đấy, các bác mua cho phích thì về đấy, hai cái là phích vào nhau này rất ngon này, cái nào luôn đấy, đầu kia có dây sẵn, đầu này có dây sẵn đấy, đấu vào cắm cái là ngon này luôn, rất tiện dụng nhá. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm đấy, phích cắm âm đấy, chân của nó sẽ là chân âm nhà là 20.000 ba cái, chân đồng xịn xò ok luôn đấy, các bác sử dụng lắp đặt rất là nhiều thứ trong nhà rất là cần này. Đấy, bình thường là những cái mà nó có sẵn đầu dây rồi ấy, các bác sử dụng đấy, nếu mà muốn đấu ấy, là các bác phải cắt ra đấu liền, nó rất là bất tiện. Như đây mình chỉ việc đấu cái dây vào thôi, xong mình cấp nguồn cái là ở đây nó có sẵn điện rồi, mình cắm vào đây là xong đấy. Lắp camera, lắp wifi cũng rất hay, rất cần những cái phích này này, tiện cực kỳ luôn. Phích cắm âm nhá, 20.000 ba cái nhá. Đèn led 5 châm, lên mã thì em sẽ có đèn led 5 châm nhá. Đó, đèn led 5 châm này, đèn led 5 châm này thì sẽ có giá là đi các bác cứ lên mã cho em sẽ đèn led 5 châm, giá của nó sẽ là đi 60.000 nhá, 60.000 một cái đèn led 5 châm nha. Đó, con này hay lắm, về cái này chuyên cho bác nào mà thợ này, đặc biệt là các bác thợ may đấy, các bác để dùng để gắn vào máy may này. Ở đây nó có một cái miếng 5 châm nhá, nó sẽ các bác có thể gắn vào những cái đồ, ví dụ như cái đồ kim loại này đấy, nó hút rất là chắc luôn. Đó, sau đó các bác cắm vào và các bác xài. Nó ở cái phần đầu nó có cái phần lò xo này, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, để điều chỉnh cái hướng các bác cần chỗ nào các bác chiếu sáng thì các bác bẻ cái lò xo cho em, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất ok. Đây là cái phần mắt led của nó. Đấy, con này khá là sáng nhá, khá là sáng. Hàng của hãng bác nhá, hàng hãng đàng hoàng luôn. Đó, sử dụng cho em sẽ là điện 220. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 để các bác xài thôi. Đó, đây. Có công tắc bật tắt, lúc nào dùng thì mình bật lên, không dùng mình tắt đi, rất là tiện dụng ok luôn nhá. Đó thì cái mã này của nó sẽ là mã sẽ là đèn led 5 châm nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn led 5 châm. 60.000 một con này. Đấy, 60.000 một con. Đây này các ơi, đấy khi mà có một cái ít cái kim loại này, đấy các bác gắn vào rất là tiện này. Đấy, mình gắn đi cái chỗ nó có kim loại ok. Đó thì các bác gắn lên, sau đó là ví dụ như là mình muốn điều chỉnh các hướng, chỗ nào mà các bác cần điều chỉnh thì các bác xoay cái này. Đấy, xoay cái bẻ cái lò xo để các bác điều chỉnh hướng nhá. Đấy, điều chỉnh hướng các thứ rồi, chỗ nào cần sáng thì các bác chiếu vào. Đấy, cho các bác thợ may này, rồi là các bác làm nghề làm nghiếc các thứ cần một cái ánh sáng nó tập trung. Đấy, thì các bác dùng cái đèn xem rất là hợp lý luôn. Nó mã đèn led nó trông cái mã này lâu lâu nó lại về hàng nhá. Đấy, đợt này lâu lắm nó lại về hàng đấy. Thì các bác tham khảo và mua cái mã này rất là hay luôn các bạn. 60.000 một cây. Mã tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn này. Đấy thì sau một cái thời gian mà đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái cuộn để các bác dán tôn. Đấy, dán chống dột chống thấm này, những cái mái tôn mái ở trần nhà thứ là nó bị dột bị thấm thì các bác mua cho cái cuộn này về các bác dán nha. Cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy mà rất là hay. Cái khổ như em đang bán thì cái khổ này của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Đấy, khổ to này, khổ to, khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn nhỏ thì mình cắt đôi cũng được. Đấy, về cắt đôi, về các bác bóc ra
Đấy, mình lấy kéo mình cắt ra thành những cái miếng nhỏ mình vá vào cũng ok. Đấy, và quận này dài là 5 mét nhá, quận này dài 5 mét em báo giá luôn. À, cứ lên mã như em sẽ được cái quận keo dán tôn nhá các nhá, keo dán tôn. Mình em đang bán một cái quận này là 40.000. Đấy thì hôm nay có hàng rồi thì em quay lên báo cho bác thôi. Đấy, bác nào mà đang cần cái quận này thì báo cho em luôn nhá. Đấy, 40.000 một quận. Cứ lên mã cho em sẽ là quận keo dán tôn nhá. Tiếp theo thì hôm nay em lên xả cho bác cái mã này luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dĩa để xiên hoa quả nhá, để ăn hoa quả này. À, một cái hộp dĩa Đức hàng của Quy Linh. Đấy, 10 chiếc nhá. Em hôm nay em xả các mã luôn. Giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả bác mức giá chỉ còn có là đi 30.000 thôi, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dĩa Đức để ăn hoa quả có nhá. Đấy, dĩa Đức để ăn hoa quả. Giá sẽ là đi 30.000 cho một cái hộp 10 cây như này. Đấy, 10 cây. Đó, về các bác xài ăn hoa quả cực kỳ tiện nhá. Đấy, đặc biệt là nhà hay có khách khứa thứ giờ. Đấy, mỗi lần ví dụ như là các bác bày đĩa hoa quả ra mình cầm tay đôi khi là hơi ngại. Đấy, hoặc là khách khứa nó cầm tay đôi khi hơi ngại. Đấy, như các bác bày này ra, đấy mình người ta cầm lên cái này. Đấy, người ta chọc cái miếng hoa quả này người ta ăn cảm giác là nó cũng lịch sự, ok hơn có nhá. Đấy thì một hộp này là 10 chiếc này luôn. Giá nó chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ đấy. Gia đình nhà mình mua một hai hộp về là dùng thoải mái luôn. Đấy, mỗi lần có khách có khứa bày ra rất là lịch sự nhá. Hàng của Đức đã xịn sò ok luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dĩa Đức 10 cây nhá, hộp dĩa Đức để ăn hoa quả, xiên hoa quả nhá. 10 chiếc nha. Là 30.000 nhá, 30.000 hộp nhá. Đấy, 30.000 10 cái. Xài thoải mái luôn. Tiếp theo thì em còn dư một ít kia mã bao tay chống nắng này, em cũng lên mã xả kho luôn bác cái mã này. Đấy, bữa trước đang bán cho bác là 20.000 một đôi, nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một đôi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bao tay chống nắng nhá. Đấy, bao tay chống nắng 10.000 một đôi. Cái này thì chống được cả tia UV này, tia cực tím này. Đấy, bảo vệ làn da của bác nhá. Đấy, bác nào mà hay lao động ngoài trời này, lái xe này, rồi là chơi thể dục thể thao, đấy các bác cần một cái sự linh hoạt nhẹ nhàng thì các bác tham khảo cho em cái đôi này. Cái này đôi này cái đợt mùa nắng em bán khá là nhiều đấy. Đợt này bắt đầu đang vào mùa đông rồi thì nó cũng hơi ở một chút, thì em có ít em xả nốt bác thôi. Đây, nó là cái dạng bao tay mỏng mỏng mà dùng hay lắm. Đây để em lấy em đi cho bác nhá, lấy em đi cho bác. Con này dùng hay bác, đó mà nó nhẹ nhàng lắm. Các bác chỉ cần mặc áo một chiếc áo cục tay thôi, đấy, ngắn tay thôi. Sau đó các bác đeo này vào. Đấy, đặc biệt là bác nào mà hay vận động thể dục thể thao này, rồi là các bác hay phải làm việc hoạt động, các bác cần cái sự linh hoạt nhẹ nhàng. Đấy, các bác đi cho em cái đôi này vào, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó mỏng mỏng thôi nhưng mà đi vào cực kỳ mát nhá. Và cái khi mà các bác kéo lên, nó lên đến tận gần đến hết cái phần qua cái khuỷu tay luôn các em này. Các bác nhìn này. Đấy, qua phần khuỷu tay của em luôn. Đó, thấy không? Đấy. Đây là cái phần khuỷu tay này, qua phần khuỷu tay luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng, các bác chỉ cần mặc một chiếc áo cộc tay thôi là nó chỉ cần che cái phần đầu bắp tay thôi, còn lại bên dưới này thì nó có cái bao tay rồi. Đây các bác nhìn này. Đấy, nó rất là co giãn này. Mà các bác vào đi vào nó rất là mát nhá, không mấy mà vẫn chống được nắng này, chống tia UV, tia cực tím này. Đấy, phần dưới này thì nó có lỗ sỏ ngón này. Đấy, đi vào các bác vẫn có thể hoạt động rất là thoải mái, nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đó, rất ok. Cái này thì là 10.000 một đôi thôi nhá, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, hai cánh tay cái này em đi mẫu với bác một cánh thôi. Đấy, còn về các bác sử dụng đây, trong này là nó có hai cánh này. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bao tay chống nắng nhá, chống tia UV, tia cực tím, bảo vệ làn da của bác nhá. Đấy, rồi các bác nào mà thích nhẹ nhàng, đấy, linh hoạt thì các bác sử dụng cho em cái đôi cho em, rất tiện dụng luôn nhá. 10.000 một đôi, 10.000 một đôi thôi. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho nó hết đi, đấy, vì nó đang sang mùa đông rồi. Đấy, em xả luôn các bác này, 10.000 một đôi bao tay chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái túi đựng quần áo này, túi đựng quần áo, túi đựng chăn màn này. Đấy, các bác mà cần một cái túi để các bác đựng quần áo này, đựng chăn màn này. Đấy, bắt đầu đang vào cái đợt giao mùa này. Đấy, cần một cái túi để các bác đựng đồ. Đấy, quần áo mùa hè mùa đông. Đấy, các bác dồn lại, các bác đựng vào đây thì các bác mua cho cái túi này về. Đấy, cho vào tủ thì đôi khi là nó hơi chật chội thì các bác có thể đựng vào cái này. Đó là các bác cất lên gác này, nó rất là gọn gàng. Đấy, không lo nó bị mối mọt hay là những cái con côn trùng các thứ nó vào rồi là nó sạch sẽ, nó kín đáo nhá. Đấy, nó thơm tho. Đấy, đây khi mà cho vào cái túi này của nó vào khoảng tầm 100 lít ấy. Khá là to nhá, khá là to. Đây để em dùng em quay rộng bác coi. Đây để em quay cho bác tổng quan nó này. Túi to lắm, túi to dã man luôn. Đấy, về các bác đựng quần áo vào đây thoải mái luôn này. Đây. Đấy, túi to lắm. Con này rộng của nó, dài của nó 43 này.
rộng rộng 35 này. Đấy. Cao khoảng tầm 40 nhá. Đấy, cao tầm 40. Đấy, về các bác đựng thoải mái quần áo đây luôn. Đấy, gần như một chiếc ngăn tủ luôn nhá. Đấy, mình đựng kín quần áo đây. Đấy, sau đó là mình xách đi mình cất đi. Rất ok nhá. Đấy, có khóa khiếc ngon lành cành đào luôn. Đó, cái này thì 20.000 nhá, 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, túi đựng quần áo này. Túi đựng quần áo chăn màn. Đó. 20.000 một túi thôi, chỉ có 20.000 một cái. Giá rất thật rẻ mà bình dân. Gia đình nào cũng cần. Mua khoảng tầm 4 5 túi một về. Đấy, mình đựng đồ đạc đây là ok. Sạch sẽ ngon lành luôn các bạn. Đó. Các bác cùng xem video thực tế này. Mà có thể giúp cái tủ quần áo của nhà bạn còn về các bác có quần áo chăn màn thừa. Đấy, các bác đựng vào. Thì phải nói là mỗi khi tìm đồ đạc nó rất là dễ dàng. Được cái là cái túi đựng đồ này được làm bằng chất liệu vải không dệt nên là mỗi khi mà mình cất đồ vào á thì cái đồ của mình nó cũng không có bị bám bụi nhiều nha. Đặc biệt là những cái bộ chăn ga gối của nhà mình mà chưa sử dụng tới á nó nhiều vô kể. Vì vậy cho nên những cái đồ mà mình chưa sử dụng tới thì mình sẽ cất gọn trong cái túi đựng đồ rồi xếp gọn vào trong tủ. Mỗi khi về nhà mà mình thấy gọn gàng ngăn nắp, không gian sống nó không có bừa bộn thì cái sức khỏe tinh thần của mình cũng được nâng lên rất là cao các bạn ạ. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha. Đấy, về các bác đựng một cái túi này rất là gọn gàng ok luôn. Đấy, sạch sẽ ngon lành nha. 20 ngàn một túi thôi các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho mã hàng đó là cái kẹp Eto Asaki. Đấy, cái mã này thì bữa trước cũng đang bán hết hàng này. Đấy, thì hôm nay cũng quay nhanh thông báo bác là hàng đã về nhá. Kẹp Eto Asaki. Đấy, hàng 60 mm này. Đó, em báo giá luôn cái này là 190 ngàn nhá, 190 ngàn một cái. Đây, kích thước số đo em quay chi tiết bác cùng coi này. Đấy, đây. 50 này. Ngàm kẹp 60 này, 25 mm này. Đấy, có phần xoay 360 độ này. Hàng của nó sẽ là hàng kẹp bàn di động nhá. Các bác có thể là kẹp mọi vị trí, các bác tiện chỗ nào các bác kẹp vào chỗ đấy cho em là rất ok luôn. Đó, hay của nó là cái dòng di động ạ. Dòng di động, hàng này của Asaki, xịn sò chất lượng. Đây, đấy, đây. Đó, quá ngon luôn. Đấy, con này có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay về các bác mở cái xoay mới khớp ra này. Đấy, mở khớp ra. Sau đó là các bác lắp các bác kẹp vào. Đó, con này xoay được 360 độ là tiện, nó rất là tiện rồi. Đấy, đây còn đây là cái phần để các bác về kẹp vào bàn. Đó, ốc yếc rất là trơn tru ngon lành luôn nhá. Đấy. Trung hàng xuất rất là đẹp chắc chắn. Ok. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà nó cũng hay hết hàng. Đấy, đi hôm nay hàng lại về nhá. 190 ngàn cho một con kẹp Eto của Asaki này. Đó, đây. Kích thước số đo các bác cùng coi lại này. Đó, xịn sò ok luôn. 190k nhá. Kẹp Eto của Asaki. Tiếp theo thì ở đây thông báo bác là cái fix dẹt cũng đã về hàng nhá. Đấy thì cũng nhiều bác hỏi quá, đợi chờ quá, đi đây hôm nay hàng nó cũng lại tiếp tục về nhá. Hàng fix dẹt rất xịn sò ok. Chân đồng cực kỳ dày này. Đấy thì về các bác đấu dây và là xong thôi. Đấy, hàng này thì em bán nhiều rồi, mạng quay nhiều rồi, không giới thiệu nhiều nữa. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc, giá thì vẫn để giá cũ bác luôn. 10.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái fix cắm chân dẹt nhá. 10.000. Hàng chân khâu đồng xịn sò ok. Đấy, rất ok luôn. Hàng thì nhựa cao cấp, chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Sò ngon lành, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, đặc biệt là bác nào mà hay xài những ổ điện Nhật rất cần những con fix dẹt nha. Fix tròn Việt Nam là chịu, các bác không cắm đâu, nhưng mà fix dẹt này là chiến luôn. Đấy, 10.000 một cây. 10.000 một cái nhá. Thì lên mã giúp em sẽ được fix cắm chân dẹt 10.000 một cái. Lấy 3 cái tính bao nhiêu tiền. Phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà.
đấy, cùng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 1.6.0 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, có thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1.6.0 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá.
thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy, thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó, thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, con nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ cho bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn, vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính, và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi, và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này, hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1.
Đấy, 5 quả một, cứ 5 quả một nha, là 10.000, còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa, thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh cái đầu vò này cho em. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chĩa L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chĩa L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ.
Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ có pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên. Không dùng thì các bác tắt đi. Rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi cho bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào. Sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này, mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram, các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về đây các bác rút treo này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân
Đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã sẽ cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử chơi luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản bát sen massage thì hiện tại mấy em hàng vừa về xong nhá. Đấy, cực kỳ nhớ bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại mấy em đang có giá là 70.000 thôi. Giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ mát xe massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhé. Về là các bác lắp vào là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ xem cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát như này, một cái bát này, đấy, một cái bát. Và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhé. Dây inox, dây chống cặp chống rối. Đấy, thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây, dây nó đây. Đấy, dây có giòn rất đầy đủ, bác về xài luôn. Đấy, và đây là bát sen nhá. Nó có phần đầu massage này. Đấy, cái đầu massage này rất là hay, là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà các bác massage này, vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng là kỳ ghét kỳ cọ. Đấy, kỳ ghét kỳ cọ trên người, ngậm tay chân rất là êm, rất là thích luôn. Đấy, với con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy, rất hay cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá, để khi mà các bác xài ấy, là các bác có thể chủ động là các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải các bác phải không cần phải tắt ở đầu nguồn đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn, rất là hay. Đó, và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này, thì các bác xoay cho em cái phần vòng ở trên đấy, nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá, 3 chế độ sen khác nhau, để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, đấy 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia ra này, tia ra này và tia ra. Đấy, nó rất nhiều những cái tia ra khác nhau nhá. Và dây đi kèm là một bộ này, là bao gồm là cả dây cả bát sen này, là 70.000. Đấy, nó có cái đầu massage rất hay, là 70k nhá. Lên mã anh em sẽ cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá. Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ nhà. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen nhà với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, thì các bác có thể mua kèm thêm, còn hàng bên này là không có giá đỡ đâu, nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán như này với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này, giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bóc nhầm cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cữ này. Đấy, có thể chỉnh được cái cữ của nó, chỉnh được cữ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cữ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn, chắc chắn. Cái này anh em cũng đã xài, em đang dán rồi.
dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn, cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá, dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh, lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán cái này vào, sau đó là các bác đèo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ này, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ này là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, các bác nhìn, cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ phun xương, chế độ phun tia. Đấy, thấy không? Chế độ phun tia này, phun tia, phun xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bác nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon lành luôn này. Đấy, giá nó bình dân mà cũng rất là nhiều chức năng khác nhau, chỉ có 70.000 thôi một cái bộ này, nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon lành, 70k nhá. Đấy, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen nên rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đi luôn, về lắp dây và xài thôi không nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy, thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là 4 cái kệ em nhá, 4 cái kệ. À, nó 4 cái đúng rồi, 4 cái kệ, và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là 4 tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái nào con này nó hay này, nó có cái bánh xe này, các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất là tiện. Đấy, thì về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về, ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn nhấc các thứ rồi, các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng, đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhé. Chiều dài của nó là đi 39-40 này. Đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy. Chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa. Và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Cục khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe các nhá, bánh xe, 4 bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ ra. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Các mua về sử dụng mà mình để đồ để đạc đây, em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ để đạc này rất hay. Đấy. Cái khay nó, cái phần chiều cao khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này, 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung là khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá nó chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp, hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ, lên mã em sẽ là cái kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá. 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây này. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Thì em cái này em vừa lắp về là em vừa lắp cho em chắc là cái này em để nhà em xài luôn, vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó, 80k nhá, 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu, 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng 1-2 gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi. Đây này, đây này, em lấy ra một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy, nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa hết rồi, và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy, thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga, đấy, bàn bếp nhà mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra, các bác lau rất là sạch luôn. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất là ok này, nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn.
Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy. Mà lên mã anh em sẽ cái túi khăn ướt thôi nhá. Túi khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha. 80 tờ, khá là to các bác, cầm nặng trịch luôn. To lắm. Đấy, cầm nặng ok luôn nhá. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương tranh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán Tết luôn. Quá ok luôn. Đấy, khăn ướt lau bếp nhá, 80k. Đấy, nó là dạng khăn nó ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong ngoài hết rồi. Đấy, về các bác chỉ việc xài. Đây, đấy, mùi cam rất thơm luôn. 30k nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, thì về các bác mở cho em, bóc cho em cái phần open ra, rút ra. Mình cứ dùng đâu là mình rút ra rất là xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn đó, thì một túi này là 40k một túi, và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá các bác nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Đấy, cho bác một túi đây này. Bác cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi. Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần cho em. Lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này, các bác nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy, thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy, các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45 x 50 nhá. Kích thước là 45 x 50. Đấy, để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá. Bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác, đựng rác các thứ ok luôn nhá. Ok luôn đây. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những cuộn như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng cuộn to như thế này thôi. So sánh như vậy, các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn, dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được, không hề bị chảy ra giọt nào. Còn có dây rút đi vứt rác không sợ bẩn tay nữa. Một cuộn có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? Đây, để em lần đến cái miệng nó này. Đây, để em lần đến cái miệng nó. Đây, đấy, cái miệng nó đây. Túi rất là to luôn đấy nhá, túi rất là to luôn. Đó. Đây, túi cực kỳ to nhá. Túi của nó là túi 45 x 50, túi to dã man luôn. Đựng vừa cả một cái thùng luôn kìa. Đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá. Dai, các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai. Mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm cái này, có mùi nước hoa thơm thơm. Đấy, thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45 x 50 này. Đấy, 45 x 50 rất là to, 45 x 50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác cuộn nhá. Một cuộn này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một cuộn này là 100 túi. Một cuộn này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Một cuộn này các bác cứ lần ra các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một cuộn xé cứ lần là được 100 túi, rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này, các bác dở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá. Đây này, cái phần miệng của nó là xanh như này. Đấy, đây. Đấy, nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy, còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45 x 50, rất là to luôn. Đó, về các bác đựng cực kỳ nhiều rác, mà túi thì siêu dai. Siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k cho một cái cuộn túi rác nha, 40k một cuộn. 40k một cuộn, giá rất là hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một cuộn nhá, lên mã sẽ là túi rác cuộn nhá, 40k một cuộn. Em vừa khám phá ra một cái điều rất là hay này, là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy, thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này.
Đấy, và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy, các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy, thành một cái dây các bác, thành một cái dây. Đây bên này thế này. Đấy, vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi sách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này các bác mang đi các bác sách đi các bác sách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy nó có cái phần rỗng này các bác cứ cầm và các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này các bác thu cái dây lên. Đây là xong. 40k nhá, lên mã em sẽ là túi giác quận, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái quận này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. À, một cái mã được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế như này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá. Nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp thấp, nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp thấp, ví dụ như là các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi chém gió nói chuyện ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các bác nhá. Ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này và bốn chân các bác nhá. Hàng của nó sẽ hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này. Hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước, đấy làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất hay luôn. Đấy, nó thấp thấp nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn, nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái chiếc ghế inox nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây đây. Cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này. Ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này. Nó ở đây là cái phần chống này nó có này, ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ vào luôn. Nên là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe, nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm, không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này, nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các nhá, 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy con này anh em cũng mua này nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này. Nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy bác nào ưng thì có thể là xúc luôn. Đấy đi. Bình thường em mua những cái ghế như này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi. Mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50.000 thôi. Thì các bác thêm vào 10.000 nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn mà. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán cái ghế inox thấp này chỉ có 50.000 thôi. Giá quá là bình dân hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa qua em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng của hạn nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Giờ em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy đọc thẻ thông minh này, máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn.
cái này thấy hay lắm đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này đấy, thì em nhập về bán cho bác này. Đây nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha, một hộp thẻ này nhá, một hộp thẻ là 112 thẻ 224 từ vựng này, đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt đó nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin, sạc pin đấy, là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cái cục nguồn 5V ấy, là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho em. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không, nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Đấy, bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra, mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này, mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Đấy, thấy không, nó có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Đấy, và đây em cho là mẹ này. Em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Em quay cái mặt sau cái loa các bác nghe mẹ. Rõ. Mother. Đấy, thấy không? Cái loa của nó là mặt sau. Rất ok. Cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này quả nho này. Đấy, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đấy, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Great. Đấy, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon, đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc đây này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này. À, khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ kêu. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy. Tránh xa điện thoại, TV, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn. Nghĩa là như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ lì đây, cho nó tắt đi đỡ tốn pin này. Chúng mình tạm dừng nhé. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, và lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu như mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá. Chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ này về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy, để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy, từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy, nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy, để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy, khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác
trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy, thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy, nó sẽ nhanh hơn nhá, đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài. Nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần, những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng, những cái xoong nồi lên không đo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn, ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Nó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này, này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, tí thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn.
đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dần di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dần di. Đấy, mũ dần di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60 ngàn một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn. Mà giá nó bình dân lắm, em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy, 5 ngàn một quả thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha, 2, 4, 5, 5 quả nha, là 10 ngàn. Đấy, là một combo bóng B2 5 quả là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5 ngàn nha. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5 ngàn nhá. Một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là bóng B2. Một quả là 5 ngàn. Còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10 ngàn cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào. Thế là sáng, có thế thôi. Rất là dễ dùng nhá. Tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50 ngàn. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50 ngàn. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50 ngàn một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này.
Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn các nhá, toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mãi em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy,
đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn chợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn, về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút Tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 gram này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn.
Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tare đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này, đây em cân cái này nhẹ nhẹ này, đấy các bác móc vào, đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây, đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi.